Quả nhãn có chứa nhiều vitamin và khoáng chất. Mặc dù hàm lượng dinh dưỡng của quả nhãn có thể thay đổi đôi chút, tùy thuộc vào các yếu tố như độ chín và điều kiện trồng trọt. Nhưng về cơ bản, nhãn là một loại trái cây có hàm lượng calo thấp, cung cấp một lượng vitamin C, kali và đồng dồi dào, là chất bổ sung dinh dưỡng tốt cho sức khỏe. Nhãn là nguồn cung cấp các vitamin và khoáng chất thiết yếu, bao gồm vitamin C, vitamin A, kali, đồng và sắt. Những chất dinh dưỡng này đóng vai trò quan trọng trong các chức năng cơ thể khác nhau và góp phần vào sức khỏe tổng thể. Quả nhãn chứa vitamin C được biết đến với đặc tính tăng cường miễn dịch. Ăn nhãn thường xuyên có thể giúp tăng cường hệ thống miễn dịch, giúp cơ thể chống lại nhiễm trùng và bệnh tật. Trong quả nhãn chứa chất chống oxy hóa như flavonoid và hợp chất phenolic, giúp trung hòa các gốc tự do có hại. Chất chống oxy hóa có thể làm giảm stress oxy hóa và giảm nguy cơ mắc các bệnh mãn tính. Hàm lượng kali trong nhãn có thể hỗ trợ duy trì mức huyết áp khỏe mạnh, giảm nguy cơ tăng huyết áp và tăng cường sức khỏe tim mạch. Quả nhãn cũng là một nguồn chất xơ tốt, hỗ trợ tiêu hóa và giúp ngăn ngừa táo bón. Chất xơ cũng thúc đẩy môi trường đường ruột khỏe mạnh bằng cách hỗ trợ vi khuẩn đường ruột có lợi. Nhãn chứa các loại đường tự nhiên, chẳng hạn như fructose và glucose, giúp tăng cường mức năng lượng nhanh chóng. Trong y học cổ truyền, nhãn được cho là có đặc tính làm dịu và được sử dụng để giảm căng thẳng và lo lắng. Đôi khi nó được bao gồm trong các phương pháp điều trị bằng thảo dược vì tác dụng làm dịu của nó. Theo Tuệ Tĩnh, lòng nhãn có vị ngọt, tính ấm, bình, không độc, giúp trừ vi trùng lao, bổ ích tâm tỳ, làm tăng trí nhớ, tăng tuổi thọ cho người cao tuổi. Sách của Hải Thượng Lãn Ông chép lại cũng rất đề cao vị thuốc từ quả nhãn. Ông cho rằng đây là vị thuốc uống nhiều thì mạnh trí, thông minh, dùng lâu thì nhẹ mình, trẻ lâu. Long nhãn được coi là một loại thuốc hỗ trợ giấc ngủ tự nhiên. Nó chứa một số hợp chất có thể giúp cải thiện chất lượng giấc ngủ và thúc đẩy sự thư giãn. Vitamin C và chất chống oxy hóa trong nhãn còn có thể góp phần làm cho làn da khỏe mạnh. Một số nghiên cứu đã chỉ ra rằng một số hợp chất được tìm thấy trong quả nhãn có đặc tính chống viêm, có thể giúp ích cho những người mắc bệnh viêm nhiễm. Mặc dù nhãn thường được coi là an toàn để tiêu thụ, nhưng một số người có thể bị dị ứng. Nếu bạn gặp các triệu chứng như nổi mề đay, ngứa, sưng hoặc khó thở sau khi ăn, điều quan trọng là nên dừng ăn và đi thăm khám. Tiêu thụ quá nhiều nhãn có thể dẫn đến khó chịu về tiêu hóa như đầy hơi hoặc tiêu chảy. Điều này là do trái cây có chứa đường tự nhiên có thể lên men trong ruột nếu tiêu thụ quá mức. Quả nhãn có chỉ số đường huyết là 57. Nếu ăn nhiều sẽ làm tăng nhanh lượng đường trong máu. Những người mắc bệnh đái tháo đường nên theo dõi lượng tiêu thụ và tham khảo ý kiến của bác sĩ trước khi đưa nhãn vào chế độ ăn uống. Nhãn có vị ngọt tự nhiên và chứa calo từ carbon hydrate. Tiêu thụ quá mức mà không xem xét lượng calo tổng thể có thể góp phần tăng cân theo thời gian.